người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc luật pháp, thì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi của tội mỗi sao? Chẳng hề như vậy. Thật thế, nếu tôi lập lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Và bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Xin trân trọng kính chào Hội Thánh, chúng ta dâng thời giờ này lên cho Chúa chúng ta. Cảm ơn Chúa cho chúng con có thời giờ để chúng con thờ phượng Chúa và nghe lời Chúa buổi chiều hôm nay. Xin Chúa làm sống động lời Ngài trong mỗi chúng con buổi chiều hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa. Chắc hẳn chúng ta cảm thấy có một cái gì đó rất là đặc biệt. Hôm nay tôi thấy có một cái điều đặc biệt ngày hôm nay, đó là đa phần á thì mọi người được nghỉ không quý vị. Cái ngày Tết Tây thì không phải mọi người được nghỉ, nhưng mà ngày hôm nay thì đa phần là mọi người được nghỉ. Cho nên có thời giờ để vui mừng kỷ niệm ngày Chúa phục sinh. Tôi muốn hỏi quý vị là nếu mà hỏi một ai đó hỏi chúng ta là đã là cái đời sống của cái người theo Chúa, cái đời sống của cái người Cơ Đốc nhân á có cái gì đặc biệt, thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Nếu mà người ta hỏi đó là nếu mà anh đó là người tin lành, anh là người theo Chúa, anh là người có đạo, vậy thì tôi hỏi anh về cái đời sống của anh có cái gì đặc biệt, thì chúng ta trả lời, chúng ta sẽ nói là sao? Có Chúa trong lòng. Một cái câu trả lời rất là dễ dàng không quý vị? Có Chúa trong lòng không à? Đối với một số người á thì tôi cũng đi nhà thờ hàng tuần đó mà. Đối với một số người khác thì cũng có đeo cái thập tự trên cổ nè, cho nên có thể người ta nghĩ tôi là người tin lành. Tôi cũng đi nhóm cầu nguyện thường xuyên, tôi cũng dâng hiến, tôi cũng đến nhà thờ thường xuyên. Nhưng mà cái câu hỏi này rất là quan trọng nha quý vị. Câu hỏi này rất là quan trọng mà mỗi chúng ta phải trả lời một cách rõ ràng, một cách cụ thể đối với cái niềm tin của chúng ta. Chắc là các văn đoạn kinh thánh này một lần nữa chúng ta được đọc, nó lại cũng không phải là một văn đoạn kinh thánh lạ, không quý vị? Nó không phải là một văn đoạn kinh thánh lạ. Nhưng mà buổi chiều hôm nay tôi cầu xin Chúa giúp cho chúng ta xác định lại xem cái đoạn kinh thánh này nó có cái ý nghĩa gì đối với lại chúng ta. Trước tiên nhất thì đây là câu nói của ai quý vị? Quý vị biết câu nói của ai không? Của ông Phaolô không à? Đây là câu nói Phaolô. Phaolô nói là sao? Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa. Đây là câu nói của sứ đồ Phaolô, nói tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa. Vì là câu nói của Phaolô cho nên chúng ta sẽ hiểu là tại sao Phaolô nói như vậy, không quý vị? Tức là cái cuộc đời của Phaolô đó nó có cái ảnh hưởng gì, nó có cái liên hệ gì mà Phaolô nói ra cái điều này, chúng ta sẽ xét ở trên cái phương diện đó. Bây giờ Phaolô nói ở đây, thứ nhất đó là Phaolô đã không còn sống với những cái quan điểm cũ, những cái phong cách cũ của chính ông, đúng không quý vị? Khi quý vị đọc cái câu này, tức là tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa. Vậy thì Phaolô nói rõ ràng rằng đó là ông đã không còn sống với những cái quan điểm cũ, cái phong cách cũ của
của chính nào. Bây giờ tôi hỏi quý vị ở đây, mỗi người chúng ta được sinh ra, chúng ta có một cái quan điểm sống cho riêng mình không? Có không quý vị? Có không? Có không à? À, tôi khi mà tôi nghe đó, tôi sẽ nghe rất là nhiều người. Có thể đó một số người thì cái quan điểm sống của họ là gì? Quan điểm sống của họ là cuộc đời là một sự tranh chiến. Hãy ai mạnh đó thì thắng. Đúng không? Ai yếu thì thua. Có thể đó một số người đó, quan điểm cuộc đời là mình phải dùng cái sức của mình. À, tôi nhớ đó, hồi mà tôi còn nhỏ lớn lên, tôi vẫn nghe hoài cái câu nói đó là bàn tay ta thì làm nên tất cả, có sức người sỏi đá mới thành công. Tức là quan điểm sống đó là quan cái sức của tôi đó thì tôi có thể làm được tất cả những gì tôi muốn. Cái này nó giống như cái điều mà chúng ta nhìn lại cuộc đời của Paulo nói đây. Chúng ta thấy đó, Paulo ở đây đó, ông nói như thế nào? Cái quan điểm sống cũ của Paulo đó là gì? Là cái sống cậy vào trong chính mình. Chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy cái điều này. Tức là cái cuộc sống của Paulo đó, ông nói là tôi không sống nữa, mà Đấng Christ sống trong tôi. Vậy thì cái vấn đề, cái cuộc sống, cái quan điểm sống của ông trước đó nó có vấn đề gì mà ông nói như vậy? Đúng không quý vị? Nó có cái vấn đề gì đó. Và cái vấn đề mà chúng ta thấy ở nơi Paulo ở đây đó là ông, cái cuộc sống ông trước đó là một cuộc sống cậy vào trong chính bản thân của mình. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy nó có thể trái với ngày hôm nay. Ngày hôm nay trong cái cuộc sống á, người ta được dạy rằng đó là mình phải tự tin. Mình phải bày tỏ cái sức mạnh, cái khả năng của mình tự tin để mình sống. Nhưng mà Paulo thì ông đã trải qua cái cuộc sống này rồi. Tức là cái quan điểm sống của ông, cái đời sống của ông đó là ông rất là cậy vào trong chính mình. Ông nói tôi là người Giu-đa, tôi là thuộc dòng giống của tiện dân, tôi là người Pharisee, tôi là người giữ luật pháp rất là tốt, tôi là người theo những cái điều răn, những cái luật lệ của tổ phụ truyền lại rất là tốt. Đúng không quý vị? Và đây là một cái đời sống rất là tự hào về chính bản thân của mình. Đây là cái cách sống mà nghĩ rằng đó là với cái khả năng của mình, cái sức lực của mình có thể làm được điều này, mình có thể làm được điều kia, mình có thể làm được điều nọ. Nhưng mà cái con người đó là cái con người mà trước khi gặp Chúa. Và khi ông té ngã trên cái con đường đau hết thì dường như mọi cái quan điểm sống của ông đã bị thay đổi. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó là cái vấn đề về đời sống của một cơ đốc nhân đó có nó có vấn đề. Đời sống của cơ đốc nhân nó có vấn đề ở đây mà Phaolô phải nói là tôi sống không phải là tôi sống nữa. Ở đây chúng ta thấy có vấn đề gì đó ở nơi con người của chúng ta. Chúng ta đọc lời Chúa chúng ta thấy đó, Phaolô nói rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài hầu cho thân thể của tội lỗi. Ông dùng ở đây đó là cái từ thân thể của tội lỗi. Và cái quan điểm cũ, cái cách sống cũ đó, ông dùng đó là cái từ thân thể của tội lỗi. Rồi ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22, chúng ta thấy đó, ông dùng cái từ đó, người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, bởi những ham muốn gió trá, hay là dịch ra cái ý nghĩa đó là bởi những ham muốn gió trá. Chúng ta nên nhớ rằng đây là lời nói của Phao-lô. Hắn là một con người tốt lành, một con người rất là tinh kính. Nhưng mà ông nhìn nhận đối với lại cái đời sống cũ trước khi ông gặp Chúa đó, ông nhìn nhận rằng ở trong mỗi con người có cái vấn đề của tội lỗi, ở trong mỗi con người có vấn đề của sự dỗ dành, của sự ham muốn tội lỗi, những ham muốn tội lỗi dỗ dành trong đời sống của mỗi con người. Và Phao-lô nhìn nhận ra rõ ràng cái vấn đề này, cho nên ông mới nói cái câu rằng đó là ông phải thay đổi cái cách sống. Khi ông gặp gỡ Chúa thì ông phải thay đổi cái cách sống, hay là thay đổi cái quan điểm sống. Cái quan điểm sống đó là giải quyết đời sống cũ, con người cũ bằng thập tự giá. Ở đây chúng ta thấy đó, Phao-lô nói tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi đời sống. Bị đóng đinh vào thập tự giá. Chúng ta thấy là bị đóng đinh vào thập tự giá có nghĩa là
Phaolô phải giải quyết cái đời sống cũ. Hai cái quan điểm sống cũ của ông á là bằng thập tự tự giá. Mà quý vị biết thập tự giá là dùng để làm gì? Làm dùng để làm gì? Còn thời Chúa Giêsu thì cái ca thập tự giá dùng để làm gì? Công định. Dùng để tử hình. Đúng không quý vị? Hồi thời Chúa Giêsu á, cái cây thập tự giá là dùng để tử hình một người nào đó. Và chúng ta nhớ chúng ta đọc trong Kinh Thánh đó là khi mà Chúa Giêsu cuối cùng á thì họ muốn chắc Chúa Giêsu chết thì họ làm gì? Họ lấy giá họ đâm vào trong hông của Chúa. Và Kinh Thánh ghi lại là máu và nước chảy ra. Còn hai người đứng hai bên thì để cho chắc chắn họ chết. Hai người đó chết thì họ làm cái gì chúng ta nhớ không? Và đánh cho gãy xương. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng đó là đời sống của một cơ đốc nhân đó, một đời sống của một cơ đốc nhân đó, chúng ta nhìn thấy ở đây đó cái sự đòi hỏi của Kinh Thánh thật là cao, chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Tức là ở đây Phaolô nói rằng cái đời sống của con người của chúng ta đó, con người cũ đó, phải giải quyết bằng thập tự giá. Bằng thập tự giá có nghĩa là phải được chết một, phải được bị chết, phải được kết thúc hoàn toàn, phải được chấm dứt hoàn toàn, chứ không có phải là một sự thỏa hiệp. Tôi không biết quý vị đọc tới điều này sao, nhưng mà mỗi lần khi tôi đọc tới cái điều này, tôi cảm thấy nó là một cái gì đó thách thức rất là lớn trên đời sống của mọi chúng ta, phải không quý vị? Nhiều khi đó thì chúng ta được chia sẻ rằng đó là ồ, tin Chúa đi được cứu, tin Chúa đi được cứu. Tôi xin thưa rằng cái lời giảng nó không có sai. Đúng là chúng ta tin Chúa là chúng ta được cứu, đúng không quý vị? Nhưng mà chúng ta sống cho Chúa là một điều khác quý vị. Cái đời sống của một người cơ đốc nhân là một điều khác. Và nếu mà thật sự muốn có được đời sống của một người cơ đốc nhân thì cái điều đòi hỏi đó là cái con người cũ, cái bản ngã cũ của chúng ta đó, nó phải bị như thế nào? Chết. Thường thì chúng ta làm lẫn với việc là chúng ta cố gắng để sửa cho nó tốt hơn, đúng không quý vị? Chúng ta làm lẫn với việc là chúng ta cố gắng. Cho nên nhiều cơ đốc nhân bước vào nhà thờ thì họ cố gắng để làm ra cho mình là một người tốt, đúng không? Và chúng ta cố gắng bằng sức của mình để sống như là một người tốt. Nhưng mà dường như ở đây Phaolô nói rõ rằng cái đời sống của một người cơ đốc nhân đó, nó phải bắt đầu bằng việc người đó chấp nhận là mình đã chết. Quý vị thấy đây là điều dễ không? Tại đây không có dễ chút nào quý vị. Thật sự là khi tôi suy nghĩ về điều này, tôi thấy thật là không đơn giản cho mỗi một cơ đốc nhân chúng ta để phải chấp nhận rằng mình chết. Nhưng mà rõ ràng rằng đây là điều mà Phaolô nói rất là nhiều lần. Phaolô nói rằng là tôi bị đóng đinh hàng ngày, tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống trong tôi. Có bao giờ chúng ta tự nhủ rằng mình đã chết rồi không? Có bao giờ chúng ta tự nhủ là mình đã chết rồi không quý vị? Tôi nghĩ là nếu mà một điều nào đó xảy đến trong đời sống của chúng ta, ví dụ khi mà một ai đó làm tổn thương chúng ta một cách ghê gớm, mà nếu chúng ta nghĩ rằng tôi chết rồi, tôi không nghe thấy cái điều này, quý vị có bao giờ chúng ta nghĩ được như vậy không? Thật sự ra tôi thấy đây là cái điều mà rất là thách thức cho mỗi một cơ đốc nhân của chúng ta. Tại vì ở chỗ sao, thật sự là chúng ta không chết được. Thật sự là chúng ta không chết, chúng ta vẫn sống, đúng không quý vị? Nhưng mà lại chúng ta lại sống và xem như mình đã chết, thì đây thật là một trong những điều rất là khó. Và cái điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta nhờ cái sự giúp đỡ của Đấng Christ. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói đó, nếu mà thật sự chúng ta không chết. Và Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh này rất là hay nha quý vị. Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh một cái hạt giống đó, một hạt giống đó mà gieo xuống đất, quý vị thấy không à? Thì cái hạt giống đó nó còn không? Sau một thời gian thì hạt giống nó sẽ không còn nữa. Nó sẽ mọc mầm và nó lên thành một cái cây, đúng không quý vị? Và khi mà nó lên thành một cái cây thì chúng ta biết là cái hạt giống đó nó hoàn toàn tiêu mất rồi, nó hoàn toàn chết rồi. Nhưng mà khi nó lên thành một cái cây thì nó sao? Thì nó kết quả được nhiều. À, quý vị thấy không? Và đây là cái điều mà Chúa diễn tả cho đời sống của mỗi một cơ đốc nhân. Dường như có một cái lời thách thức rằng nếu mà thực sự chúng ta muốn kết quả được nhiều cho đời sống của chúng ta thì chúng ta phải thưa với Chúa rằng
không? Dạ. Dễ không quý vị? Dễ không? Tôi thấy được, đây là không phải là cái điều dễ đâu quý vị. Được không quý vị? Tôi thấy nhiều người vẫn sống với những cái vết thương của người khác gây ra cho mình dù bao nhiêu năm trôi qua. Có những người họ vẫn sống với sự đau đớn mà người khác gây cho mình, và chính vì cái chất sống đó làm cho họ khổ. Thay vì làm cho đời sống họ lên thì lại kéo đời sống họ xuống. Có những người sống mà cứ mang lấy nỗi đau của câu nói của một ai đó, hay là nỗi đau của một người nào đó gây lên trên cuộc đời của mình, họ vẫn cứ sống như vậy. Và dù họ vẫn đi đến nhà thờ, nhưng mà họ không hiểu một điều rằng họ được Chúa mong muốn rằng họ cùng chết với Chúa với cái cuộc đời, những cái cuộc đời như vậy. Cho nên những cuộc đời thực sự mà không dám chết với Chúa đó thì thường lại là những cuộc đời không có kết quả như là Chúa muốn. Cái điều mà Chúa thách thức mỗi một chúng ta đó là nếu chúng ta muốn có một cái đời sống của Đấng Christ thực sự thì cái đời sống cũ đó phải làm gì quý vị? Yeah. Mà tôi xin thưa rằng mỗi chúng ta ở đây, chính tôi cũng vậy, chết cái tôi của mình không có dễ quý vị. Đúng không quý vị? Chết cái đời sống cũ của mình không có dễ đâu, chết cái tôi của mình không có dễ đâu. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta chỉ có thể làm được điều đó thì chúng ta, Chúa ơi giúp đỡ cho con, Chúa ơi giúp đỡ cho con, thêm sức cho con để con có thể chết như Ngài mong muốn. Tôi nói thật quý vị, thật sự ra khi chúng ta nhờ cậy Chúa để làm điều này thì chúng ta sẽ thấy rất là phước hạnh trong đời sống của chúng ta. Quý vị biết cái người nào không còn đau đớn gì nữa không? Cái người nào? Dạ, đúng không ạ? À? Cái người nào không còn lo lắng gì nữa hết? Quý vị biết cái người nào không? Không còn thù hằn gì nữa, không còn vấn đề nữa. Quý vị biết người nào không? Đúng không? Rõ ràng không ạ? À? Nhưng mà thật sự là trong đời sống tâm linh, nếu chúng ta chấp nhận để chết như vậy, chúng ta sẽ hưởng được cái đời sống mà Chúa muốn chúng ta sống. Chúng ta vẫn cứ sống động và vẫn cứ phải tranh chiến với những cái điều thuộc về xác thịt, Kinh Thánh nói như vậy, vẫn phải tranh chiến với những người khác và nhiều cái vấn đề. Cho nên thành thử ra đời sống của cơ đốc nhân, dù hỏi rằng anh à, anh theo Chúa có cái gì khác biệt trong đời sống của anh, chúng ta không dám mạnh dạn để nói lên cái khác biệt thực sự trong đời sống của chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng chỉ khi nào mà chúng ta đóng đinh với Ngài đó thì chúng ta mới có thể sống lại với Ngài ở trong cái đời sống mới đầy vinh hiển và đặc thù. Cho nên buổi chiều hôm nay tôi mong rằng cái ý nghĩa của phục sinh đó nó có thật trong đời sống của mọi chúng ta. Chúng ta khao khát rằng tôi có thể sống và sống một cách mạnh mẽ, một cách sống động, một cách đầy năng quyền. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm được điều đó khi chúng ta thưa với Chúa rằng con nhờ cậy Chúa để cùng chết, cùng chôn với Ngài. Một chút nữa thì sẽ có thánh lễ báp têm, đúng không quý vị? À, chúng ta sẽ vui mừng để làm lễ báp têm. Và Phaolô cũng nói cái điều này trong thơ tín Roma. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi pháp báp têm trong sự chết của Ngài. Ông rất là nhiều điều lặp đi lặp lại trong cái đời sống và trong cái thư tín của Phaolô. Rất là nhiều điều nói rằng tôi bị chôn với Ngài, bị chết với Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vậy thì quý vị đọc câu Kinh Thánh này, nếu mà chúng ta kinh nghiệm để sống trong đời mới, mà nếu chúng ta muốn kinh nghiệm sống trong đời sống mới thì chúng ta phải làm điều gì ở đây? Không quý vị? Dạ. Nhiều khi chúng ta cảm thấy mình không có là tại vì mình vẫn sống, mình không phải tranh chiến với những điều thuộc về xác thịt ở trong con người của mình, cho nên mình không thấy được đời sống theo Chúa có một cái gì đó đặc biệt. Đặc biệt không có một cái sức sống, một cái sự mạnh mẽ mà Chúa ban cho. Ở trong Colossae đoạn 2 câu 12, Phaolô cũng diễn đạt điều này: anh em đã bởi pháp báp têm được chôn với Ngài thì cũng sẽ được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép của Đức Chúa Trời. Vậy thì nếu mà hỏi một cơ đốc nhân của chúng ta rằng tại sao đời sống của một người cơ đốc nhân không có sức mạnh, không có năng quyền, không có quyền phép của Đức Chúa Trời, thì theo lời Chúa chúng ta trả lời tại vì sao? Chưa chết. Tại vì chưa chết. Cái vấn đề ở chỗ là không phải là chúng ta sống
hay là chúng ta chết. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ đó là chúng ta nửa sống nửa chết. Cái đó mới là cái vấn đề. Tôi bị lấy đâu mà ngày hôm nay cũng vậy, cái vấn đề ở chỗ là không phải là một người đó chết hay là một người đó sống, nhưng mà một người đó là nửa sống nửa chết, thì đó mới là vấn đề. Cho nên nhiều khi chúng thấy là nó tạo nhiều cái vấn đề trong đời sống của chúng ta và ở trong hội thánh của Ngài. Cho nên lời Chúa nói đó, nếu mà đấng Christ, đời sống của đấng nhân có một cái điều gì đó đặc biệt, nếu đấng Christ sống trong chúng ta, sức mạnh của đấng Christ ở trong chúng ta để chúng ta có thể nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự. Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở hồi cho đến chừng đấng Christ được thành hình trong các con. Vậy thì cái điều mà chúng ta thấy ở đây đó là chỉ khi nào mà Chúa thực sự sống trong đời sống chúng ta thì khi đó chúng ta mới có năng quyền, có sức mạnh để mà sống và chịu những cái điều mà Chúa muốn chúng ta chịu. Thì tôi suy nghĩ hoài về cái đề tài chia sẻ này. Tôi cứ suy nghĩ hoài, Chúa ơi, con phải diễn đạt cho hội thánh như thế nào? Hội thánh hiểu là đấng Christ sống trong tôi. Vậy thì quý vị hiểu như thế nào mà nói đấng Christ sống trong tôi? Và tự nhiên tôi nhớ tới cái câu kinh thánh mà Phaolô diễn đạt ở đây đó. Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở hồi cho đến chừng nào đấng Christ được thành hình trong các con. Thế nên có lỗ dùng cái hình ảnh là đấng Christ sống trong chúng ta cũng giống như một người có bé, lại khá là một người sanh nở. Quý vị thấy không ạ? Một người sanh nở thì họ mang đứa bé trong bụng, không quý vị? Mà tôi tin rằng là khi mà một người nữ mà được thiên chức là mẹ mang đứa bé trong bụng thì bảo đảm là người nữ sẽ cảm thấy là đó không phải là một cái điều bình thường, đúng không quý vị? Nó có một cái gì đó rất là khó chịu. Đa phần mà người chuyển người phụ nữ chia sẻ là như vậy. Paulo lại dùng cái hình ảnh này, đấng Christ được mang ở trong lòng của chúng ta, đấng Christ sống ở trong chúng ta, mà nếu thật sự Ngài sống trong chúng ta đó thì cái việc đầu tiên nhất đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Khó chịu ở chỗ là sao? Chúng ta sẽ không còn được tự do để làm những điều mà mình muốn theo cái xác thịt, theo cái thói hư tật xấu của mình. Chúng ta cảm thấy là mình khi mình làm cái điều gì đó mình cảm thấy mình trăn trở. Và rồi khi một đứa bé được mang ở trong bụng như vậy thì thực sự lâu ngày thì đứa bé đó nó sẽ được lớn lên, các quý vị, cho đến khi nó được thành hình. Và cái này là cái điều mà Phaolô dùng để diễn tả đấng Christ sống ở trong cơ đốc nhân là như vậy. Tôi thấy nó thật là ông diễn tả rất là hay, nhưng mà nó thực sự là những cái điều mà rất là đáng để chúng ta suy gẫm. Và nếu chúng ta nói rằng chúng ta có đấng Christ sống ở trong mình, đúng không quý vị? Giống như hồi nãy tôi hỏi quý vị điều gì khác biệt, mà nó nói là vì chúng ta có Chúa ở trong mình. Câu trả lời chúng ta trả lời rất là đúng. Đó là cái sự khác biệt của đời sống cơ đốc nhân. Họ không có sống bằng cái sức của họ nữa, họ không sống bằng, họ không chạy vào trong họ nữa, nhưng mà họ chạy vào trong cái năng lực, cái sự sống của Chúa. Đó là cái điều mà tôi muốn dùng câu kinh thánh này để kết luận cái bài chia sẻ buổi chiều hôm nay. Ban đầu Chúa tạo dựng lên chúng ta và Ngài muốn sống trong chúng ta. Quý vị nhớ điều đó hả? Trong vườn Ê-đen Chúa tạo nên con người, Ngài hà sanh khí vào. Ngài nói là Ngài tạo con người giống lên theo hình ảnh của Ngài. Ngài hà sanh khí vào con người, trở nên một loài sanh linh. Khi con người phạm tội, họ bị mất Chúa, đúng không quý vị? Và rồi đời sống tội lỗi, đau đớn, khốn cùng đã làm cho cuộc sống trở thành vô nghĩa. Khi chúng ta trở thành một cơ đốc nhân, chúng ta lại tìm lại được cái điều đó, đúng không quý vị? Tức là đấng Christ lại bắt đầu trở lại và sống trong đời sống của mọi chúng ta, đúng không? Và đây là cái điều thách thức mọi một chúng ta. Chúng ta chỉ có kinh nghiệm được sự sống của Chúa khi chúng ta bằng lòng chết với Ngài, đúng không quý vị? Bằng lòng chết với Ngài. Thật ra trong mỗi chúng ta luôn có cái sự tranh chiến này, luôn có cái sự tranh chiến giữa xác thịt và thánh linh, giữa Chúa và cái tôi của chúng ta. Khi chúng ta làm một cái điều gì đó, chúng ta thấy có cái sự tranh chiến này. Nhưng mà tôi hy vọng rằng buổi chiều hôm nay chúng ta trở về, chúng ta sẽ nhớ một điều rằng Chúa muốn biết chừng nào ở trong chính tấm lòng của mọi chúng ta,
Có thể mình cho một phương diện nào đó chúng ta sẽ cảm thấy mình bị giới hạn tự do, cảm thấy mình bị mất mát những cái gì đó. Nhưng mà quý vị ơi, khi Chúa thực sự ở trong mỗi một đời sống của chúng ta, Ngài sẽ làm những sự thay đổi quan trọng, rất là quan trọng cho cuộc đời của mọi chúng ta. Ngài muốn nói với chúng ta, và giống như là Phaolô ở đây nói rằng là tôi từ bỏ cái cách sống đạo theo hình thức, tôi từ bỏ cái cách văn giữ điều răn luật lệ và những cái sự thờ phượng theo cái thời cựu ước, những cái điều thuộc về hình thức, tôi từ bỏ những cái điều đó. Tôi không thể làm sống theo cái cách đó nữa. Tôi không hàng tuần đến, hàng tháng tới mùa lễ đến nhà thờ để rồi làm lễ rồi đi về. Tôi không sống theo cái cách đó nữa. Và cái cách đó coi như chết rồi và không còn nữa. Những cái quan điểm sống của tôi, những cái nỗ lực sống của tôi coi như không còn nữa. Còn bây giờ tôi biết một điều rằng Đấng Christ sống ở trong tôi, và Ngài ban cho tôi có quyền năng để có thể sống một đời sống sung mãn, có ý nghĩa và giá trị. Và giờ hôm nay tôi muốn chúng ta thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn Ngài sống động trong cuộc đời của mọi chúng con. Là sống động trong chính cuộc đời của con, và chỉ con biết rằng có những điều con cần phải chết, có những điều thật sự con cần phải chết để rồi sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ qua cuộc đời của mọi chúng con. Không quý vị, người ta nhìn vào trong chúng ta, những người chưa biết Chúa, họ nhìn vào trong chúng ta không phải là vì họ biết chúng ta là vì chúng ta đi nhà thờ, không phải là biết chúng ta là vì chúng ta đang thập tự giá, hay là họ không biết chúng ta vì cái lớp áo chúng ta bận, nhưng mà họ biết chúng ta là vì Chúa sống trong chúng ta. Và đó là cái điều mà họ cần biết. Đó là cái điều mà họ cần biết. Cho nên đó là cái điều mà Chúa cũng muốn mỗi một cơ đốc nhân chúng ta hiểu và sống theo cái điều mà Ngài mong muốn. Bây giờ chúng ta cùng đứng lên. Có điều gì cản trở đời sống chúng ta để chúng ta không thể để Chúa sống trong chúng ta và sống một cách mạnh mẽ, đầy năng quyền như Ngài muốn? Chúa thật sự đã sống lại và Ngài nói rằng Ngài muốn bước vào để sống một đời sống đầy năng quyền và ý nghĩa trong cuộc đời của mọi chúng ta. Giờ này mỗi chúng ta đến với Chúa và thưa với Chúa một cách thật lòng: Chúa ơi, có điều gì đó mà con chưa muốn hy sinh, có điều gì đó mà con chưa muốn chết, có điều gì đó mà con chưa giải quyết. Và vì thế sự sống động của Ngài không có trong cuộc đời của mỗi chúng con. Chúng ta đến với Chúa và thưa với Chúa điều đó, để rồi cầu xin sự sống của Chúa cũng sẽ tuôn đổ trong đời sống của mọi chúng ta buổi chiều hôm nay. Cha ơi, buổi chiều hôm nay chúng con đến đây trong ngày lễ phục sinh, sự sống của Chúa sẽ chỉ là điều chúng con kỷ niệm, chúng con ca hát, chúng con tưởng nhớ, hay là sự sống của Chúa thực sự có tác động trong đời sống của mọi chúng con? Chúa nói rằng Chúa sống lại vì chúng con, Ngài chết vì chúng con, và Ngài cũng sống lại để vì chúng con, để mong muốn chúng con được xưng công bình. Lạy Chúa, xin đến với chúng con thì giờ này, xin giúp đỡ cho chúng con, tha thứ cho chúng con có những điều chúng con sống theo ý riêng của mình, kết quả cũng chỉ là đau khổ, buồn thảm và hư không. Lạy Chúa, xin giúp chúng con và cho chúng con chỉ ra được có những điều Ngài muốn chúng con đồng chết, đồng chôn với Ngài, và để Ngài sống động, đầy năng quyền trong cuộc đời của mọi chúng con. Mọi chúng con thật sự xin Chúa chỉ cho chúng con thấy những gì làm cho đời sống chúng con khô cằn, nghẹt nồi, không kết quả như điều Ngài mong muốn. Xin chỉ cho chúng con thấy điều đó, Chúa ơi, và xin giúp đỡ chúng con để rồi sự sống của Ngài được hiển lộ trong cuộc đời của mỗi chúng con buổi chiều hôm nay. Một sự sống mạnh mẽ, năng quyền, sống động như điều Ngài muốn, như Ngài mong muốn bước vào và sống một cách kết quả trong cuộc đời của mỗi chúng con. Chúng con dâng mỗi chúng con trước mặt Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa. Thank you.
đứng lên, chúng ta cùng tôn vinh Chúa với bài để gửi đến cho những vị đã nhận thánh lễ báp têm và đặc biệt là có cũng có kinh thánh để tặng các em cũng như là chị Ngọc làm thánh lễ báp têm buổi chiều hôm nay. Xin kính mời cô Vân. Cô Vân có thể giúp cho việc gửi kinh thánh đến cho các thiếu niên buổi chiều hôm nay như món quà của hội thánh gửi đến để các thiếu niên có thể nhận và kính mời mục sư Nguyễn Quang Nghiêm, gửi phần chứng nhận bắt tem và thánh cho chị Lê Thị Kim Ngọc. Là Nguyễn Lê Nguyễn Misa, tức là Lê Phúc Henry,
rồi. Nguyễn Hoàng Lý Ly. Nguyễn Kelly Thi. Nguyễn CLV. Và Vivian Nguyễn. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng những thành viên nhận thắng lợi bắt tay ngày hôm nay. Mục sư Nghiêm cứ đứng và kính mời mục sư Nghiêm cầu nguyện cho các thành viên làm bắt tay ngày hôm nay. Mời cái thánh đứng lên để chúng tôi sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, chúng con hội thánh của Chúa rất là vui khi nhìn thấy các chị em chúng con đứng trước mặt Chúa, trước mặt hội thánh tại đây để nhận lễ báp têm buổi chiều nay. Và chúng con biết rằng các chị em này sẵn sàng bằng lòng tự nguyện để bước đi theo Chúa, bằng lòng sống đời sống theo Chúa một cách trọn vẹn. Những điều mà chúng con hết sức vui mừng cảm ơn Ngài. Cho chúng con cầu xin Ngài thông với các chị em chúng con để rồi qua lễ báp têm chiều hôm nay, nhân lễ báp têm này để anh chị em chúng con bày tỏ cho hội thánh, mỗi người chúng con thấy được tấm lòng tinh thần của anh chị em chúng con, của chị em chúng con bước đi với Chúa bằng lòng chết của người cũ và bằng lòng sống đời sống mới theo như Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin Thánh Linh của Ngài đầy dẫy mỗi đời sống của chị em chúng con của chiều hôm nay. Xin Ngài cho chị em chúng con hiểu được ý nghĩa của lễ báp têm, sẵn sàng để bước đi với Chúa suốt cuộc đời của mình, trung tín thờ phượng Chúa, đời sống được đổi mới bởi quyền năng của Ngài. Xin Ngài hành động trong mỗi đời sống của chị em chúng con nhân lễ báp têm này, để chị em con sống vững vàng, sống đẹp lòng Chúa, sống đắc thắng, đem lại kết quả cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Lần nữa chúng con hết sức vui được nhìn thấy các chị em chúng con ở đây sẵn sàng để sống cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Ngài chúc phước đặc biệt trên các chị em chúng con buổi chiều hôm nay. Xin Ngài đầy ơn trên đời tốt của Chúa trong việc cử hành lễ báp têm. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Jesus Christ. Amen. Xin mời thánh nam. Quý vị an tọa và mỗi lần quý vị thấy mọi đêm nào. Chị Lê Thị Kim Ngọc đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống chị và cũng bằng lòng để tiếp nhận thánh lễ báp têm trong danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh trước sự chứng kiến của hội thánh. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho chị. Lạy Chúa, buổi chiều hôm nay trước sự chứng kiến của hội thánh trong danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, chúng con sẽ làm phép báp têm cho chị Ngọc ở đây. Cầu xin Ngài giúp đỡ đời sống của người chị em con để thuộc về Chúa một cách trọn vẹn, đồng chết đồng chôn với Ngài đời sống cũ và sống đời sống mới đầy năng quyền vinh hiển trong ơn của Ngài. Con nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm báp têm cho chị. Chúng ta sẽ làm báp têm cho Lê Nguyễn Nhật Ly. Từ nay bước đi trên đường hòa bình, Yeah.
con dâng đời sống của con trẻ này lên cho Ngài. Con cầu xin Chúa hướng dẫn, dạy dỗ, ban phước đời sống này một cách trọn vẹn cho Chúa đến ngày gặp Chúa. Con nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho Misa. Lòng luôn biết hiệp liền nghiệp không thôi, ở thế gian như cung trời. Lòng duy biết Giê-xu chết cho tôi, Giê-xu chết thay tôi rồi. Con cầu xin Chúa làm chủ đời sống này và hướng dẫn đời sống này một cách trọn vẹn cho đến ngày gặp Chúa. Con nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho Henry. Vừa xem con sao thấy với hôm nay nhiều con trẻ này được biết Ngài và muốn thuộc về Ngài một cách trọn vẹn. Con cầu xin Ngài ban phước cho đời sống này, gìn giữ hướng dẫn đời sống này cho đến ngày gặp Chúa. Chúng con nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho đọc. Vừa tôi thấy sông Nguyễn Hoa Ly Ly thấy quê sang tôi xa. Hôm nay chúng con hiệp với nhau để cùng chứng kiến Lily bày tỏ đức tin nơi Ngài qua thánh lễ báp têm này. Con cầu xin Cha ban phước hướng dẫn gìn giữ cuộc đời này cho đến ngày gặp Chúa và sử dụng cuộc đời này cho sự vinh hiển của Ngài. Con nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho Lily. Xem con sống thấy con trẻ này và con trẻ này muốn thuộc về Ngài, muốn dâng cuộc đời cho Ngài. Con cầu xin Cha ban phước hướng dẫn gìn giữ đời sống này và sử dụng đời sống này một cách vinh hiển tốt lành theo ý muốn của Cha. Chúng con nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm bát thay báp têm cho. Từ nay bước đi trẻ được hoàn mình Chúa về đời sống của con trẻ này, vì con cầu xin Chúa ban phước một cách đặc biệt như điều mà đức tin nơi con trẻ này đã bày tỏ trong Ngài. Cầu xin Cha hướng dẫn sử dụng đời sống này một cách vinh hiển cho nước Ngài. Chúng con nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm báp têm cho Huy. Vui mừng
vì chứng kiến đức tin của con trẻ này nữa Ngài, muốn thuộc về Ngài, muốn dâng cho Ngài, muốn đồng chết với Ngài và đồng sống với Ngài trong sự vinh hiển, trong sự tốt lành. Xin Cha ban phước hướng dẫn gìn giữ và sử dụng cuộc đời này cho Ngài một cách vinh hiển. Con nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm bá tem cho Cleveland. Lòng luôn biết nghiêng lên nghiệp thầm thôi ở thế gian như cùng thầy. Thầy cho chúng ta có buổi thánh lễ bắt tem chiều nay trong chứng kiến hiện diện của hội của Chúa và của hội thánh. Xin điều này cũng nhắc nhở chúng ta trong đời sống đức tin chúng ta với đi thánh Chúa. Để họ đây ăn sao? Ý là nói qua quay rồi đẹp, phải quay cái bánh gì chánh. Lấy cho tránh đi để hồi tránh chụp hình cái hết. Get in line. Lấy giùm em để phần em dĩa hồi em chụp hình cái hết trơn. Hồi em chụp hình quay phim cái hết trơn. Rồi lấy để dành cho em dĩa đi. Thôi chị Thảo lấy để dành em dĩa đi. Nó lấy một dĩa thôi, gom lâm em. Để không phải